Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thời tiết ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vẫn chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu cuối mùa kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ duy trì trạng thái có mưa rào và dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hình thế thời tiết này được dự báo sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai 30 tháng 4 và sau đó từ ngày 1 tháng 5 trời sẽ chuyển tạnh giáo. Sâu xuống các tỉnh thành miền Trung, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận phổ biến là ít mưa ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Trên biển, các khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông đều có mưa rào vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 và sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, thời tiết mùa đông xuân 2022-2023 hanh khô, rét đậm kéo dài, tạo điều kiện tốt cho quả vải ở miền Bắc ra hoa và đậu quả với tỷ lệ trên 95%, dự kiến là sẽ được mùa. Hiện tại thì vải u trứng đang cho quả non đến bắt đầu làm cùi, vải u hồng, u thâm, tàu lai, thiều chính vụ đang giai đoạn quả non. Dự kiến là thời gian thu hoạch các trà vải năm 2023 của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, quê hương của trái vải, cụ thể như sau. Vải u trứng sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ nửa cuối tháng 5 năm 2023, vải u trứng gai bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 5, vải u hồng, u thảm bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 6 năm 2023, vải tàu lai sẽ bắt đầu thu hoạch từ giữa tháng 6, trà vải thiều chính vụ bắt đầu thu hoạch từ giữa tháng 6 năm 2023. Như vậy là vào khoảng giữa tháng 6 tới đây thì sẽ có khả năng là cả 3 giống vải sẽ cùng cho thu hoạch một lúc, đó là vải u hồng, vải tàu lai và vải thiều chính vụ. Do sản lượng thu hoạch lớn dồn dập có khả năng là sẽ tạo áp lực lớn trong việc tiêu thụ vải. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.